Bên vừa đủ á. Bên còn nhiêu? Bên còn 59%. 59% dư sức, bay tiếp 7 mấy luôn. Xin chào cả nhà đã quay lại kênh Nghĩa Vlog nha. Và hôm nay Nghĩa sẽ test độ xa của con Mini 3 Pro trên tay Smart Control. Có xe đi qua nhà đây hồi hộp ha. Thì do em thường em toàn em khiêu chiến mình nay cũng hơn nửa tháng rồi. Nói là con Mini 2 này sẽ bay hơn con Mini 3. Con Mini 2 này trâu bò lắm nha. Đã từng test bay 5 km hơn. Đó mà vẫn còn sống. Thì hôm nay em nó xài viên biên độ nha cả nhà. Viên biên độ. Thôi khỏi tắt này luôn, giật cả luôn. Đó. Nè, viên biên độ. Đó. Thì viên biên độ này xuất xứ từ đâu là từ Lam Phạm nha cả nhà. Đó, Lam Phạm, viên biên độ của Lam Phạm. Thì hôm nay em có sự chứng kiến của em Tàn Đổ. Đó, và do hôm nay mình không có mang theo, không có dự kiến quay và mình không mang theo dụng cụ quay phim. Nên hôm nay nhờ em Tàn Đổ sẽ làm cameraman cho mình nha. Ok, bây giờ bắt đầu hết nha ơi. Đây Mini 3 đang bay 4.800 nha cả nhà. Đây tay Smart Control nha. Còn Mini 2 bao nhiêu vậy? 5.200. Đó. Hai anh em mình đang đấu với nhau nha. Coi ai xa hơn. Mình bay trên tay Smart Control con Mini 3 nha. Còn em Tàn là đang bay con Mini 2 nha, tay thường nha. Lốc rồi mất rồi 5.000. 5.500. Lốc rồi mất rồi. Không sao, vẫn bay được nha. Vẫn nha. Vẫn nhấn nha, 5.100. 5.600. Bên còn 68%. Ghê kinh khủng đó, ai nói tay Smart ra bay không được nha. Cái đó là sai nha, cái đó tay Smart bay không được là sai, là sai nha. 5.300 nha cả nhà. 5.300 nha. 5.800 rồi. Đen. Đó. Nào chào ông giả coi. Remote rồi, báo remote, mất sóng remote rồi cả nhà. Ờ đó, tại mình quay hướng nha, mình đổi hướng. Ghê vậy? Lên 6.000 ơi. Bên còn 67% nha. Bên đưa remote ra coi, đưa remote ra coi. Mất sóng rồi, 6.000 mất sóng rồi. Mất sóng rồi. Rồi mất sóng rồi nha, rớt đài 6.000. Còn mình thôi, mình 5.500. Em bay về độ cao 500 m nha. Anh đang 5.600 rồi. 5.600 nha cả nhà. Còn 50%. Do là hồi nãy quên lắp thẻ vô tay khiển, đâm ra không có quay màn hình được ha. Hình như là đang có triệu chứng kỳ giật rồi. 5.800 rồi. Mất tiêu luôn. Hơi rung nha cả nhà. Bên còn 65%, bên toàn còn nhiêu? Còn 50. Dài. Dài hả? Dài. Bên còn 65%, 5.800, 5.900. Wow. Hơi mỏi tay cả nhà. Hơi mỏi tay nha. Em toàn cầm giùm cái điện thoại coi. 6.000. Wow. 6.000 cả nhà. Đó. Đây bẻ lại. Remote rồi, mất cần dẫn ngay ra nha. Rồi. Lúc giờ là thời điểm bây giờ là không thể quay màn hình quay điều khiển vô khác nha cả nhà. 6.200. 6.200. Đây. Do mình vừa bay vừa quay luôn đó nha. Rồi mất cái sóng remote thật rồi. Cái còn 5.500 mà pin còn 47% mà giật kìa. Đừng chơi. 6.400. Lại vẫn ok. Mất sóng remote đó nha ơi. Báo đỏ rồi. 6.400. Lên tiếp luôn. Lên tiếp luôn cái nhà, 6.500. Đó, rồi xây lên 2 gạch lại rồi. 6.500 rồi, 7 cây rồi. 6.600. Mất sóng remote đi cả nhà. Vẫn lại rồi. Em về bao nhiêu mét rồi? Em về còn 5.3. 5.3 để nâng độ cao lên. Em 500 m rồi. Nâng độ cao lên cả nhà. Báo mất sóng rồi. Quá 5.1 rồi, trời còn tới 45% pin. Đừng chơi. Lên maximum nha, báo sóng đỏ nha, 6.800. Lên 7.000 mới cho về nha cả nhà. 7.000 là vừa đủ á. Pin còn nhiêu? Pin còn 59%. 59% dư sức, bay tiếp 7.000 mấy luôn. 7.000 rồi xong. Ở gần 7.000 nha cả nhà. 7.000 vừa đủ 7.000 nha. Vừa đủ 7.000 nha cả nhà. Vừa đủ 7.000 nha. Đây, vừa đủ 7.000.
Đó, thấy không cái nhà, vừa đủ 7.000. Vừa đủ 7.000 là bắt tín hiệu quay về nha cái nhà. Hỏi cho em phải đi lụm. Thì ai mà nói là tay smart control bay không được xa thì hôm nay mình đã chứng minh nha cái nhà, là bay được 7.000 mét. 7 km nha cái nhà, hơi bị kinh khủng nha. Mất sóng hoàn toàn rồi. Đang cho thì tin hôm. Đang cho thì tin hôm về mà hiện tại là pin chỉ còn 57% thôi. Pin còn 57% thôi, không biết có đủ về không nha. Bây giờ mình cha mất sóng rồi. Đang cho hạ độ cao vậy nha. Mất hết tín hiệu luôn rồi. Mất hết tín hiệu ở nhà nha. Wow. Lúc đi thì không sao, nhưng mà lúc về thì mất tín hiệu nha, hơi nguy hiểm nha. có một sự rung nhẹ cả nhà. Đây đang báo sóng RC ha. Lóc mà luôn nha. Lóc tay điều khiển luôn ha. Đang hạ về, pin còn 55% mà độ xa là còn 6.200. RC lót rồi. Ao RC cả nhà. Quá nguy hiểm. RC ở tại Smart Control bay 7 cây. Tay Smart Control bay 7 km. Một sự khác biệt. Hồi nào giờ mình không riêng về anh em đâu, mà riêng về mình cũng nói là cái tay Smart Control. Và mình thường nói với anh em là tay Smart Control nó yếu sóng tay cầm hơn. Nhưng mà thật sự chất hôm nay mình đã cho anh em thấy là tay Smart Control không như anh em nói, không như anh em nghĩ. Bay 7 km bình thường. Đó, quá kinh khủng. Pin còn 54% tại hiện tại nha. Còn bây giờ là 5.700 nhưng mà pin còn 53%. Pin còn bán xanh mà còn bay được nữa. Pin còn 53%. Đó. Wow. Hơi rung. Tại thời điểm bây giờ là sóng RC đang bị mất luôn rồi. Mất sóng RC nha. Tay khác biệt rõ ràng. Đó. Dạ, màn hình vẫn còn đang lắc đi lắm nha. 270, có thể mình không nên hạ độ cao nữa. Đó. Thấy. Thì cameraman là anh Đỗ Toàn nha, Toàn Đỗ nha. Thì đang quay cho mình. Đó, mình đang hạ đồ do là mình sợ không đủ pin mà mình hạ đồ cao xuống hơi thấp ha. Còn có 263 m mà xa là 5.300, 5.200 ha. Đang về. Không biết đủ pin không anh em. Đủ pin em về tới nhà còn chắc có 25% á. Phải không? Hơi quéo nha, đợt này chơi hơi lố nha. Là hồi nãy cả nhà cũng thấy đó, là mình chơi là cho mất tín hiệu luôn ha. Mình hứa là chơi cho 7.000. Đây cái này nó hơi bị chói cái này ha. Đó, rồi. Nó cho về 7.000 nhưng mà thực chất ra là vừa đủ 7.000 cả nhà. Vừa đủ 7.000 trên tay Smart Control. Quá kinh khủng. Bên bây giờ là còn bao nhiêu phần trăm ta? Còn 50 mấy á. Năm mấy ta? Còn 50 rồi cái nhà. Tại nhìn qua màn hình không có rõ nha, 50 nha. Đó, đây là mình giữ im cho cameraman dễ quay. Nhưng mà độ xa còn 4.600 nha. Có sóng RC lại rồi nha ơi. Có sóng RC lại rồi. Hồi nào giờ cứ nghĩ là tay smart bay không được xa thì anh em bây giờ chứng minh anh em thấy rồi đó. Qua hôm nay thì anh em cứ tin tưởng ha, mạnh dạng trên tay Smart Control nha. Mạnh dạng invest anh Nghĩa đặt hàng. Thì cũng nói với anh em là mấy hôm vừa rồi mình có đăng một cái hình là cái xác bung bét của con Mini 3, là đây là con Mini 3 này đang bị bung bét là do cái xác đó là của con này nha cả nhà. Đây là thay gimbal, thay càng trước càng sau bên phải và cái nắp lưng. Đó. Coi như là tay tua còn lại cái body thôi, còn lại cái ruột thôi, nhưng mà em Mini 3 vẫn chiến đấu. 7 km đỉnh của chớp. Về còn có 1.800 nữa tới nhà đó. Còn 4.000 nữa chứ nha. 4.000 về nổi không? Pin còn 47%. Về nổi không anh em? Do là hôm nay không có ý định quay clip ha, đâm ra là không có mang theo GoPro.
Thì hôm nay anh Toàn Đỗ đã hỗ trợ quay bằng điện thoại, nhưng mà do nãy giờ cầm cũng khá lâu rồi. Hiện bây giờ clip tới bây giờ là 8 phút mà mình bỏ cái khúc đoạn đầu đi nha cả nhà. Đoạn đầu đi mình đã bỏ khúc đoạn đầu đi, mình không quay. Thì 9 phút rồi, anh Toàn Đỗ cũng bắt đầu tay đã rung và dùng một tay kia để trợ lực. và tay mình cũng hơi bị rung nha cả nhà, tại vì muốn giữ cái màn hình im một chỗ để cho cả nhà cùng xem ha. Xem rõ để coi có về kịp trong cái thời gian này không. Wow. Còn 3.400 mà còn pin còn 45%. Pin còn 45% nha cả nhà. Hơi nguy hiểm. Về kịp không ta? Chắc kịp ha. Pin còn nhiêu? Còn 44 đây, còn 3 cây 2 à, chạy 44. 100 mét mới được 1% pin mà làm gì không kịp. Dư sức không? Theo em Toàn Phạm thì nói là pin dư sức cả nhà. Dễ đây còn khoảng 35%. Bởi em Toàn Phạm là chuyên Texas nha cả nhà. Mini 2 hồi nãy em bay nhiêu km? 6 cây. 6 cây 3, Mini 2 bay 6 cây 3 trên tay thường ha. Đó. Còn Mini 3 là 7 cây. Quá kinh khủng. Hôm nay thua rồi nha. Em Toàn là khi chuyên gia khịa mình trên hội ha. Nói là anh mang Mini 3 ra test ở xa với em, thì hôm nay mới thật sự là có một buổi test thực tế đúng không? Đó, bay cùng thời điểm, cùng hướng. Tay smart quá dữ. Đó, bay cùng thời điểm, cùng hướng, nhưng mà em Toàn đã không làm được rồi. Rồi ok, tại vì mình ngưng đoạn quay màn hình lại ha. Tại vì camera mình cũng mỏi tay rồi. Chắc là pin nó cũng ok Toàn ha. Đó, ok, rồi em ngưng camera đi. Ok cả nhà, thì chiếc Mini 2 đã về tới nơi rồi nha nhà. Đây trên đầu mình đây. Camera man quay giùm cái nè. Đó. Mini 2 về đến trời, thì con của mình đang còn là 1.700 m nha. Con của mình đang ở đời, còn đỡ độ xa 1.700 m. Ok, hạ lên em. Con của mình đang còn 1.600 nha. Và pin còn 38%. Đợi thôi cả nhà ơi. Ok cả nhà. Em trai mình về tới nha, em trai Mini 3 mình về tới nha. Lên tới đỉnh đầu rồi. Ok, giờ đất điện thoại hạ xuống nè. Thì thời điểm hiện tại là còn 32% pin nha. Và cũng nói với anh em biết là mình đang xài sử dụng một viên pin lút. Thì lúc nãy mình cất cánh đi là 92%. Và bây giờ đi 7 km, về 7 km là 14 km. Là còn được 31% tại thời điểm bây giờ. Cái nhà ơi, thì như cái nhà cũng thấy đó, thì con Mini 2 này lúc nãy bay bao nhiêu em? 6 cây 3. Đừng có khịa nữa nha. 6 cây 3 cả nhà, không có khịa được với mình đâu. 7 km vừa đủ 77, vừa đủ 7.000 luôn ha. Vừa đủ 7.000 là nó báo return home về nha cả nhà. Nó báo return home về. Khá ổn. Hồi nào giờ anh em nói là Mini 3 bay trên tay smart control này sẽ không được bay xa. Smart control sẽ bay yếu nha. Thật sự là không yếu nha. Và mình cũng xin giới thiệu cái nhà, đây là em Mini 3. Cách đây vài hôm mình có đăng một bộ xác của em Mini 3 này, trên đó là có thay cái càng này, thay cụm gimbal và cái nắp này. Đó là em này đây. Ghê không? Thay còn cái bộ đầu lòng không mà bay kinh khủng. Quá đã. Smart control bay đỉnh thiệt nha cả nhà. Đó. Sao bây giờ em ý kiến em sao? Chấp nhận thua. Thua đúng không? ok. Và có nhiều anh em nói mình test độ xa trên Mini 3, thì hôm nay mình đã test cho anh em xem rồi nha. Ok, còn anh em muốn yêu cầu mình test cái gì trên con Mini 3 này nữa thì để dưới ở phần bình luận ha, mình sẽ làm theo. Ok, xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại. Bye bye.